Nguồn tin sau đây cho hay về lực lượng dư luận viên vào Facebook của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Czech đã chửi bới. Vào ngày 13 tháng 10, trang Việt Info đã dịch lại bài báo trên tờ Denning của Czech với nội dung. Và trang Facebook cá nhân của ông Thomas Petrisek là Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Czech đã bị lực lượng dư luận viên hay còn gọi là AK-47 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào tấn công, chửi bới với nhiều lời lẽ tục tiểu. Và trước đó, thì ông Petrisek đã lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt nhà hoạt động Phạm Đoan Trang. Ông Petrisek đã viết rằng, hành động bắt bà Trang của nhà cầm quyền là không thể chấp nhận được, nên ông mong là bà Trang sớm được trả tự do. Dù những lời lẽ của ông Petrisek khá nhẹ nhàng, nhưng đã bị đội quân AK-47 liên tục dùng những lời chửi rủa rất thô tục bằng các tài khoản Facebook mang tên tiếng Việt. Trước cuộc tấn công bất ngờ này với cường độ dồn dập, ông Petrisek phải cố gắng xóa bớt những bình luận vô văn hóa của đám dư luận viên Cộng sản. Các cuộc tấn công của lực lượng dư luận viên Cộng sản đã khiến cho ông Petrisek ngạc nhiên vì ông chỉ mới viết một status, mặc dù ông đã quen với sự tấn công đến từ các máy chủ đặt ở Nga, từ những người ủng hộ cho các đảng phái trong phong trào cực đoan tại Czech. Bộ trưởng Ngoại giao Czech nói rằng ông ủng hộ nhà hoạt động vì ông không thể im lặng trước sự đàn áp vì chính trị, do bảo vệ quyền con người là nền tảng cho chính sách ngoại giao của Czech từ sau tháng 11 năm 1989. Ông Petrisek cho hay, các bình luận mà lý ông là đến từ Việt Nam và những người này đã sử dụng dịch thuật của Internet để chửi ông bằng tiếng Czech.